Bánh kem trước, lấy sứ này đóng lại rồi lấy trứng nhá. Đó, nó có ký hiệu trứng này, các bạn nhìn chưa? Trứng để lên tủ lạnh cũng được. Bây giờ mình sẽ lấy bột để làm bánh kem. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi tí nữa mình sẽ làm kem với cả bánh mì. Mình sẽ lấy cái này để làm bánh kem này và cái này nữa. Và mình sẽ lấy cái này để tạo nhá. Các bạn nhìn chưa, cái hình ngoái đều này. Và mình sẽ mở cái tủ này ra để mình lấy cái bát này nhá. Rồi bước tiếp theo mình sẽ lấy cái này. Và mình sẽ lấy bàn gấu nhá. Bàn gấu để mình tí nữa mình đổ xong rồi mình cho bàn gấu vào đấy. Này, đây là một chút bánh ghép nhá. Mình sẽ để đây. Để tí nữa mình sẽ để vào trong hộp kia đổ thêm nè. Rồi, đầu tiên mình sẽ lấy sữa. Rồi bây giờ bạn làm bánh nhá, xong rồi mình ra xem bạn Khoai bạn làm cái gì xong rồi. Mình sẽ quay lại nhá. Thế là xong rồi. Đâu, xem bạn Khoai đang nấu gì nào. Khoai nấu gì đấy, giới thiệu cho nghe xem nào. Khoai á, Khoai đang nấu xôi với cả trứng. Và mình sẽ chỉ cần cho xôi ra ngoài đắp ở viên bát xôi, mình đổ trứng vào đắp xôi lên. Món này là món gì vậy? Đây là xôi trứng, xôi nhân trứng. Mỗi bạn một việc. Thì bạn cho xem kết quả nhá. Nhưng mà mình không cho viền đậu xôi trứng. Đây, mình đang về đây với bạn đây. Mình sẽ ngoái đều lên. Và đầu tiên mình sẽ lấy bột nhá. Trứng mình sẽ đập hai quả. Một này, hai này. Để ở đây. Rồi mình sẽ ngoái đều. Ngoái đều rồi mình sẽ lấy cái máy này, mình cho vào. Sẽ ngoái cái lúc này. Thế là xong. Rồi mình sẽ lấy cái bánh gấu này, mình sẽ đổ vào. Đó. Rồi mình sẽ lấy cái bánh gấu này để vào trong đây. Để vào nhá. Xong rồi mình sẽ ép vào đây để cho nó từ từ. Rồi mình sẽ cho vào cái bánh này nữa. Đấy các bạn chưa? Bây giờ mình sẽ lấy đổ vào đây. Giỏi thế. Rồi mình sẽ lấy cái bánh này đặt vào đây, đặt từng cái một. Đó. Xong rồi bánh ăn rồi đấy. Rồi đó. Rồi mình đóng lại, bấm vào lúc này. Chờ. Xong rồi, lúc mình chờ mình sẽ làm kem với cả bánh mì. Mình sẽ làm kem trước. Đầu tiên mình lấy hộp này. Rồi, bây giờ mình làm đi nhá. Tức lại sao bạn Khoai cho bạn Khoai làm cái gì? Bạn gì đang mải chơi? Bạn sẵn đang mải chơi. Bạn này xong chưa? Chưa. Các bạn món gì đây? Xôi trứng. Xôi với trứng, rất là ngon. Xôi với trứng. Xôi ở dưới trên trứng là thôi, trong tí mà chính là phần thích nhất. Yeah. Cho xôi trứng. Bạn đang làm xôi trứng. Các bạn này xong chưa, làm bánh xong chưa nào? Bây giờ mình sẽ lấy giờ nhá. Cái này xong chưa? Xong rồi vớt ra đĩa. Đây là chị của mình. Đĩa đây. Rồi mình sẽ làm kem nhá.
mình lấy hộp kem. Chưa xong. Đây là kem dâu để kem chocolate. Bây giờ mình sẽ là bánh mì. Chứ mình không làm kem nữa, tại vì có hai hộp kem rồi. Thì mình sẽ để hai hộp kem ở đây nhá. Đây không phải kem đâu. Rồi mình đã kết thúc cái buổi làm bánh của mình, thì để em ra xôi trứng của chị Khoai. Ôi ngon quá, thử nào, trải nghiệm thử nào, xong thấy ngon đánh giá đi. Ăn xôi không có review đi. Trứng ở dưới, xôi ở dưới. Ăn review đi. Đảo lên. Em không biết đảo. Vâng. Xôi ngon lắm. Em ăn thử xôi này. Ăn thử cả cái trứng đánh giá chứ. Ôi, khoai làm ngon không chứ? Review nào. Ngon. Ăn thật không? Thật. Rồi, chào biệt tạm biệt các bạn đi. Khoai thử miếng. Ok. Ngọt. Ok, chào các bạn nhé nào. Ba, cô ăn. Gì? Đi xích ăn xôi trứng.